tại ga Hà Nội, lượng khách đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Các đoàn tàu đều đã kín chỗ, dù đã được bổ sung thêm 100.000 chỗ ngồi trong cao điểm nghỉ lễ. Nhà ga đã mở nhiều cửa soát vé, triển khai các phương án để giải tỏa lượng khách. Để nâng cao cái chất lượng phục vụ cũng như đảm bảo phục vụ được cái nhu cầu đi lại thì chúng tôi cũng đã tăng cường cả nhân lực, cả các đoàn viên thanh niên cũng tăng cường cái công tác hỗ trợ hành khách, đảm bảo hành khách vào ga thông thoáng và an toàn. Cảnh đông đúc cũng xuất hiện tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cả trên cao và dưới thấp. Dù lượng phương tiện về tối đã giảm bớt so với cao điểm chiều, nhưng để thoát khỏi tuyến đường vành đai 3, người dân cũng mất không ít thời gian. Từ hồ Linh Đàm đến đường rẽ xuống đường vành đai Pháp Vân này là bị tắc. Mình đi mất hơn một tiếng bởi vì là cái lượng người về quê cũng rất là nhiều và có những người về tối, có những người về đêm. Triển khai phương án phân luồng từ xa, lực lượng chức năng cũng huy động 100% nhân lực ứng trực từ sớm. Các xe di chuyển dễ dàng trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình hướng ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, dự kiến lượng xe cá nhân trên tuyến sẽ tiếp tục tăng cao cho đến hết buổi sáng ngày hôm nay. Và huy động tất cả các cái phương tiện thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động để kịp thời tiếp cận và xử lý các cái tình huống xảy ra trên đường cao tốc nhằm không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân cần tuân thủ theo phương án phân luồng trước và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Đơn vị này cũng đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin giao thông trên tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước. Ngày hôm qua, sản lượng khai thác ở Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chưa cao, chỉ tăng khoảng 20% so với ngày trước đó do vẫn là ngày làm việc. Sân bay đông ở chiều đi, nội địa buổi sáng và chiều đến thì lại đông vào ban đêm. Phóng viên Thanh Huyền có mặt tại sân bay Nội Bài vào tối qua, ghi nhận tình hình cụ thể. Vâng ạ, chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang ở ga đến tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ạ. Và bây giờ là khoảng 11 giờ kém 15 phút đêm. Theo dự báo thì vào khoảng từ 10 giờ tới 11 giờ đêm sẽ là cái thời điểm mà có sản lượng hành khách tới là lớn nhất. Có rất nhiều những chuyến bay đang hạ cánh và những hành khách thì vẫn tiếp tục là đi ra khỏi cửa nội địa đến này. Việc tăng cường bay đêm thì đó là cách mà các hãng hàng không đang thực hiện để giúp cho hành khách giảm cái chi phí khi mà giá vé trong thời điểm này đang tăng rất là cao. Như là Vietnam Airlines thì hãng hàng không này đã có kế hoạch là tăng cường 2.000 chuyến bay sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Một hãng hàng không khác là Vietjet thì cũng sẽ tăng thêm khoảng 86.000 ghế, tương đương với khoảng 450 chuyến bay trên các đường bay du lịch. Chuyến bay muộn nhất trong ngày 26 tháng 4 sẽ là vào lúc 0 giờ 10 phút, tức là rạng sáng ngày 27 tháng 4. Và dự báo là sáng ngày 27 tháng 4 thì sẽ là thời điểm mà Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón lượng khách tới để di chuyển nội địa đông nhất.